Chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Khủng Bố Sống Lại. Và hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Khủng Bố Sống Lại qua tập số 337 nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Để xem đám người dương gian sẽ đối diện với cái ngày cuối cùng ở trong bưu điện quỷ này như thế nào. Hình như vậy, hai hôm rồi mình chưa đọc. Liễu Thành Thành cảm thấy nguyên do của tất cả những vấn đề đều là từ bưu điện quỷ. Chỉ cần rời khỏi cái chỗ quỷ quái kia, không tiếp xúc với những chỗ lệ quỷ, cô ta liền có thể thoát khỏi ảnh hưởng này. Mà ở bên trong hành lang, Chu Đăng mang 4 chiếc ghế bành màu đen xếp chỉnh tề ở giữa. Sau đó hắn ta đứng ôm tay, sờ sờ cầm, chăm chú nhìn hồi lâu, giống như đang tự hỏi cái gì đó. Lý Dương tựa lưng vào vách tường nhìn Chu Đăng rồi nói: dựa theo mặt ngoài của 4 chiếc ghế này mà nói, sẽ không tìm ra bất cứ một manh mối nào cả. Dù cậu có nhìn chằm chằm chúng nguyên cả ngày cũng đều như vậy thôi. Chu Đăng nói: rất kỳ quái. Lý Dương lập tức hỏi: cái gì kỳ quái? Chu Đăng đáp: 4 cái ghế này giống nhau y như đúc vậy. Lý Dương trừng mắt nói: đây không phải là đang nói nhảm hay sao? Vốn dĩ 4 chiếc ghế này là giống nhau. Chu Đăng nói: không, ý của tôi chính là giống nhau như đúc. Bất kể là vân gỗ hay là cách chế tác đều giống nhau y như đúc vậy. Cậu cũng biết trên ghế thế giới này không có hai món đồ nào hoàn toàn giống nhau như đúc. Nhưng mà 4 chiếc ghế này, theo như quan sát, tôi không thể tìm ra điểm khác nhau giữa chúng. Cho nên khả năng cao 4 chiếc ghế này là cùng là một. Lý Dương nói: sau đó thì sao? Sau đó? Đâu còn cái gì sau đó nữa. Tạm thời thì tôi chỉ phát hiện ra nhiêu đó thôi. Nói đến đây, Chu Đăng lập tức đi qua, rồi ngồi xuống. Ngồi lên cũng không có gì đặc biệt, giống như là chiếc ghế bình thường vậy. Đúng rồi, cậu còn nhớ rõ chuyện phát sinh khi thi thể ông lão ngồi trên chiếc ghế chúng ta mới đi vào không? Lý Dương thoáng hồi tưởng một chút. Tại thời điểm nào đó, thi thể ông lão kia đổi từ bên trái sang bên phải. Khi đó điều này đã hù sợ không ít người. Nhưng khi đó quá muộn rồi. Không ai để ý đến vì sao thi thể của ông lão lại có thể đổi được từ bên trái sang bên phải. Mà khi đó cũng không ai nhìn thấy quá trình này xảy ra. Chu Đăng nói: chi tiết quyết định thành bại, điều này cũng đáng giá để cân nhắc, suy nghĩ. Hắn ta cùng với Lý Dương đang phân tích tình huống, hy vọng có thể sớm phát hiện ra điều gì đó, tìm hiểu xem mấy chiếc ghế bành màu đen này có thể làm gì được. Dù sao ngày thứ bảy cũng sắp tới, chuẩn bị nhiều một ít kiểu gì cũng có thể đề cao xác suất sinh tồn. Bên trong cổ trạch, những người khác cũng tự làm việc riêng cho đến hết thời gian. Nhưng mà tại thời điểm 11 giờ đêm, Liễu Thành Thành sớm rời khỏi phòng. Ánh mắt cô ta cực kỳ yên tĩnh, vẫn là phong tư trác tuyệt như cũ. Đáng tiếc đó chỉ là vẻ mỹ lệ bên ngoài mà thôi. Ở phía dưới chiếc sân giám kia lại đang ẩn giấu khủng bố cùng sợ hãi. Mà cùng lúc đó, bên trong căn phòng, Dương Gian cũng đã tỉnh lại, mở to hai mắt. Cậu tỉnh rồi sao? Dương Tiểu Hoa đã sớm tỉnh. Cô ta một mực chú ý đến Dương Gian. Nhìn thấy hắn tỉnh lại liền mở miệng hỏi. Dương Gian nói: tôi vốn dĩ đâu có ngủ. Dương Tiểu Hoa có chút sững sờ. Vậy mấy tiếng vừa rồi cậu làm cái gì? Dương Gian nói: tôi đang nghỉ. Không ngủ mà nghỉ ngơi sao? Nằm nhắm mắt suy nghĩ mấy tiếng đồng hồ cậu không cảm thấy mệt sao? Dương Tiểu Hoa có chút không thể hiểu nổi. Không nên thảo luận vấn đề nhàm chán này. 11 giờ rồi, chỉ còn lại một tiếng nữa là đến ngày cuối cùng. Sau khi đưa thư ra ngoài, chuyện ở chỗ này cũng sẽ kết thúc. Những người sống sót có thể thuận lợi tiến đến tầng thứ 5 của bưu điện quỷ. Dương Gian ngồi dậy, sau đó đi xuống giường. Hắn cầm lấy cây trường thương màu vàng, sau đó đi ra ngoài. Chờ tôi với.
Dương Tiểu Hoa hít sâu một hơi, vội vàng xoay người đứng dậy. Cô ta điều tình chỉnh tốt trạng thái của bản thân, cầm chặt bóng bay màu đỏ đậm, định liều một lần cuối cùng. Liều quá, cô ta liền có thể rời đi bưu điện quỷ. Liều không được, vậy Dương Tiểu Hoa chỉ có thể giống như là những người khác, chết một cách vô ích ở trong tòa cổ trạch quỷ dị. Hai người đi ra khỏi phòng. Ở bên trong hành lang, Liễu Thành Thành, Chu Đăng, Lý Dương đã sớm tụ tập. Tính thêm bọn họ nữa là 5 người cùng tụ cùng một chỗ. Lý Dương lên tiếng chào hỏi. Đội trưởng. Dương Gian nhìn xem rồi nói. Chu Đăng, cậu mang 4 chiếc ghế bành kia đặt vào vị trí một cạnh. Cậu mang 4 chiếc ghế bành đặt kia vào một chỗ làm cái gì vậy? Chu Đăng trả lời. Không có việc gì, tôi chỉ nghiên cứu một chút thôi. Dương Gian hỏi. Có nghiên cứu ra kết quả gì không? Lý Dương nói. Có một loại suy đoán tương đối táo bạo. Nó có quan hệ với việc thi thể của ông lão tự di chuyển ở ngày đầu tiên. Đúng là có vấn đề. Ở ngày đầu tiên thi thể ông lão ở trên ghế tự động di chuyển. Đây hẳn không phải là do người làm, mà là hiện tượng linh dị. Dương Gian gật đầu, xác nhận cái này có ảnh hưởng. Chu Đăng chỉ vào mấy chiếc ghế rồi nói. Tôi cảm thấy số lượng ghế không phải chỉ có 4 chiếc, mà hẳn còn có những chiếc ghế khác nữa. Chỗ này có tổng cộng 7 căn phòng, 6 ngôi mộ, nhưng mà ghế chỉ có 4 cái. Điều này là không có hợp lý. Dương Gia nói. Cậu cảm thấy hẳn là có 7 chiếc ghế sao? Đội trưởng Dương, cậu đúng là thông minh. Nó một chút liền hiểu. Chả lẽ không phải sao? Nếu như lúc còn sống ông lão kia có 6 người đồng đội mà nói, như vậy 7 căn phòng, 7 ngôi mộ cùng 7 chiếc ghế như vậy mới hợp lý chứ. Hiện tại mộ thiếu 1, ghế thiếu 3, số lượng không khớp. Mà lại đây đều là ngự quỷ nhân của thời kỳ dân quốc. Cậu nghĩ bọn họ sẽ chuẩn bị 7 chiếc ghế bình thường rồi để ở đây sao? Dương Gia nói. Cho nên 7 chiếc ghế này là vật phẩm linh dị. Chu Đăng đáp. Hẳn là như vậy. Ngày trước tôi cảm thấy thi thể ông lão cũng không phải là tự di chuyển. Nguyên nhân thực sự có lẽ ghế bị di chuyển. Còn người Dương Gian kẽ động, lập tức sinh ra liên tưởng. Ghế bị di động là một loại lực lượng linh dị nào đó có thể khiến cho người từ trên ghế này chuyển sang ghế khác sao? Hoặc là nói 7 chiếc ghế này có liên hệ với nhau. Chu Đăng kinh ngạc. Có phải trước đó cậu đứng bên cạnh nghe lén hay không vậy? Tôi và Lý Dương phân tích mấy giờ mới tìm ra được một chút tin tức. Vậy mà cậu lại đoán nhanh như vậy à? Dương Gian nói. Cái này khó lý giải lắm sao? Nếu 7 chiếc ghế này có liên quan, vậy ở ngày đầu tiên thi thể ông lão hẳn là bị mang đi, sau đó được trả lại, chỉ đã đưa sai ghế, đưa sang chiếc ghế bên phải. Chu Đăng nói. Tôi cũng đoán như vậy đấy. Dương Tiểu Hoa bên cạnh nói. Cho nên ngày cuối cùng đưa thư, có lẽ quỷ sẽ thông qua mấy chiếc ghế này để xuất hiện bên trong cổ trạch sao? Chu Đăng nói. Khả năng này rất cao. Dù sao ngày thứ 7 hoàn hồn cũng chỉ là cái tên do chúng ta đặt ra. Nếu lệ quỷ của ông lão kia thực sự khôi phục mà nói, chỗ này đã sớm bị mất khống chế, làm sao mà còn có thể để cho mấy người an toàn đi đưa thư? Dương Gian hỏi. Hình như cậu tương đối hiểu rõ người đưa thư vậy. Chu Đăng vút vút cằm. Cũng không tính là hiểu rõ, chỉ là biết chút mà thôi. Tổng bộ có 4 vị đội trưởng cũng là người đưa thư. Chả lẽ cậu không biết sao? Cô ta hẳn đang ở tầng thứ 5. Tôi cùng với cô ta từng tiếp xúc nên biết chút tin tức. Dương Gian nhíu mắt lại. Trên tầng 5 bưu điện quỷ có đội trưởng của tổng bộ à? Thế sao lúc trước ở trong cuộc họp tổng bộ tôi lại không có gặp qua? Đội trưởng trên tầng 5 của bưu điện quỷ chắc chắn không phải là mấy người Tào Dương, Lý Quân, Vệ Cảnh, Vương Sát Linh, mà là một người nào đó hắn ta không biết. Lý Dương bình tĩnh nói. Khả năng là một đội trưởng đã được chọn sẵn. Ở trong cuộc họp của tổng bộ khi đó, mấy danh ngạch được lấy ra để tuyển chọn chỉ có nhiêu đó. Còn phần lớn danh ngạch đã bị các đại thế lực chia cắt. Mà bảng danh sách những đội trưởng kia hẳn đã giữ được bí mật. Cấp bậc của tôi không có tra được. Dương Gia nói. Tôi cũng có tra được đâu. Lý Dương đáp. Chắc chắn đội trưởng anh có quyền hạn xem xét. Nhưng mà anh dường như là không cảm thấy hứng thú nên mới không đi điều tra.
Dương Gian gật gật đầu. Thì ra là thế. Đúng là hắn không có quá hứng thú đối với những chuyện đó. Với lại chức danh đội trưởng quán chỉ là treo cái tên ở tổng bộ. Còn thực tế, hắn không khác gì so với mấy Liễu Thanh Thần. Hắn không khác gì so với một người phụ trách của thành phố cả. Liễu Thanh Thần lập tức nhắc nhở. Đề tài nói chuyện của mấy người bị lạc rồi. Vẫn nên nghĩ nhiệm vụ đưa tin ngày mai đi. Vẫn nên nghĩ nhiệm vụ đưa tin ngày hôm nay đi. Còn chuyện của người đưa thư tầng 5, vẫn là nên chờ đến khi chúng ta leo lên trên đó. Doãn nói xong, cũng không nhìn một chút hiện tại còn thừa lại bao nhiêu thời gian. Nói chuyện rời đất, 1 giờ cũng đã nhanh trôi qua. Hiện tại đã là 11 giờ 40 phút. Đầu thất hoàn hồn sắp sửa đến. Dương Gian không nói gì, chỉ là lôi thư màu đỏ đậm ra, lần nữa xác định một chút. Thư vẫn còn, không có vấn đề. Dương Gian nói, vậy thì cứ chờ đầu thất đến rồi quan sát tình hình xem sao. Ngày cuối cùng người nhận thư chắc chắn sẽ xuất hiện. Hôm nay không cần làm gì, chỉ cần đưa thư là xong. Sở dĩ việc này của ngày cuối cùng chính là liều mạng một lần. Chu Đăng cười cười, như vậy có thể nhẹ nhõm một chút. Thư xuất hiện bên trong cổ trạch liền có thể xác nhận đó là người nhận thư. Không cần cong cong keo keo, tương đối đơn giản, trực tiếp. Dương Gian gật đầu nói, chính là như vậy đấy. Một đoạn thời gian cuối cùng chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, thời gian trên đồng hồ và điện thoại của tất cả mọi người đều đã đến 12 giờ đúng. Ngày thứ 7, đầu thất hoàn hồn bắt đầu. Mười hai giờ vừa tới, biểu tình mới còn nhẹ nhàng của đám người lập tức biến đổi, trở nên ngưng trọng. Bởi vì từ thời điểm này trở đi, cổ trạch chính thức lên tiến đến ngày cuối cùng. Tại ngày này người nhận thư sẽ xuất hiện. Mặc dù 6 ngày trước bọn họ đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng mà hiện tại những nguy hiểm đó đều không còn quan trọng nữa. Nếu hôm nay bọn họ không thể hoàn thành nhiệm vụ đưa thư, vậy bất kể trước đó đám người Dương Gian đã chờ ở bên trong cổ trạch bao nhiêu lâu đều không có ý nghĩa. Dường như tất cả đều bình thường. Trong hành lang, tất cả mọi người im lặng, chú ý nhất cử nhất động xung quanh. Vốn dĩ là bọn họ cho rằng hiện tại sẽ phát sinh chuyện gì đó, nhưng mà thực tế tất cả mọi thứ đều bình thường, không khác gì so với trước đó cả. Không hề có hiện tượng linh dị xuất hiện, cũng không có chuyện gì cổ quái xảy ra. Đúng là không có phát hiện chỗ nào khác thường. Dương Gian dùng mắt quỷ thăm dò xung quanh. Hiện tại chỗ này không còn lực lượng linh dị quấy nhiễu, nên mắt quỷ quán có thể quan sát được rất nhiều nơi. Nhưng mà dù như vậy, Dương Gian vẫn như trước, không phát hiện ra bất cứ manh mối nào có liên quan đến người nhận thư. Dương Tiểu Hoa nói, có lẽ do thời gian chưa đến nên người nhận thư mới không xuất hiện. Nhiệm vụ bưu điện quỷ có nói sau 7 ngày người nhận thư sẽ xuất hiện lúc 12 giờ khuya. 12 giờ khuya này có lẽ không phải là hiện tại, mà chính là 12 giờ khuya của ngày hôm nay. Chúng ta còn phải đợi thêm gần 24 tiếng nữa. Lý Dương cũng gật gật đầu nói, theo như yêu cầu đưa thư của bưu điện quỷ thì đúng là như vậy. 7 ngày sau, 12 giờ khuya, người nhận thư sẽ xuất hiện. Đồng thời nó để cho chúng ta đưa thư cho người trước. Đồng thời nó để cho chúng ta đưa thư cho người kia trước khi người đó rời đi. Hiện tại chỉ là rạng sáng của ngày thứ 7, còn chưa đến 12 giờ. Chu Đăng nói, hại tôi lo lắng nửa ngày, thì ra là sợ bóng gió một trận. Nếu vậy chúng ta lại chờ thêm 1 ngày sao? Cũng không có gì, nên đi nghỉ ngơi một chút đi, sau đó lại tiếp tục nghiên cứu. Nhưng Dương Gian lại nói, theo như tin tức mà nói, nội dung đúng là như thế. Nhưng mà mấy người đừng có quên, thời điểm chúng ta tiến vào cổ trạch trước 12 giờ khuya, nên khi đó đã có thể tính là 1 ngày. Như vậy ngày thứ 2 chính là nhập liệu. Dương Tiểu Hoa nhíu nhíu mày, là chơi chữ sao? Sẽ không phải là như thế đấy chứ?
Bất kể là 12 giờ khuya lúc này hay là 12 giờ khuya của 24 tiếng sau, chúng ta đều không thể buông lỏng. Quan tâm đó có phải là chơi chữ hay không? Hiện tại là 12 giờ khuya. Nếu người nhận thư muốn xuất hiện mà nói, người này nhất định sẽ xuất hiện. Khả năng cần chờ thêm nửa tiếng nữa mà thôi. Hắn cũng không có nhiều xoắn xuýt đối với vấn đề này. Dù sao hôm nay bọn họ cũng phải ở bên trong cổ trạch. Dù hắn không thể ngủ đi nữa, thì cũng phải chờ đến khi người nhận thư xuất hiện. Bởi vì yêu cầu của nhiệm vụ đưa thư đã nói rất rõ, cần bọn họ hoàn thành đưa thư trước khi người kia rời đi. Nói cách khác, người nhận thư sẽ ở trong trạng thái di động, thậm chí là đi ngang qua cổ trạch, hoặc chỉ là bồi hồi ở bên trong này chừng 1-2 phút gì đó. Một khi bỏ lỡ cơ hội, thì liền như vậy có thể xác định nhiệm vụ đưa thư thất bại. Dương Gian không thể nào ngu đến mức trì thủ một đoạn thời gian. Lý Dương gật đầu nói, cũng có khả năng này. Vậy chúng ta đợi thêm một tiếng nữa, nhìn xem liệu người nhận thư có xuất hiện không. Nếu người kia còn không xuất hiện mà nói, chúng ta có thể chứng minh hiện tại còn chưa phải thời điểm để đưa thư. Dương Gian không nói gì, chỉ lôi bức thư màu đỏ đậm ra kiểm tra một chút. Thư không có vấn đề, cũng không bị hư hao, vẫn là một bức thư màu đỏ hoàn chỉnh, chưa từng bị mở. Dương Gian thuận miệng nói, chúng ta tiếp tục chờ. Đám người nâng cao cảnh giác, chú ý đến sự biến đổi bên trong cổ trạch, chờ đợi thời điểm đưa thư tới. Thời gian từng phút trôi qua. Rất nhanh, thời gian đã đến 12 giờ 10 phút. Cổ trạch vẫn bình thường như cũ. Điều này có chút không giống với yêu cầu đưa thư của Bưu Điện Quỷ. Bởi vì nhiệm vụ đã nói rõ, người nhận thư sẽ xuất hiện lúc 12 giờ. Nhưng mà hiện tại đã là 12 giờ 10. Vậy mà xung quanh còn không có động tĩnh. Như vậy cũng chỉ có thể còn một khả năng, đó là lúc này chưa phải thời điểm đưa thư. Dương Tiểu Hoa nói, xem ra thực sự là 12 giờ của 24 tiếng sau, chứ không phải là hiện tại. Chu Đăng thuận miệng nói, đám người đưa thư các người đưa một bức thư ra ngoài cũng thực là phiền toái. Tòa bưu điện quỷ kia đúng là đặc biệt, khống chế một đám người đưa thư đúng là khó mà tương nổi. Mục đích tồn tại của một chỗ đặc thù như vậy là cái gì? Dương Gian nghiêm túc nói, vấn đề của cậu cũng chính là đáp án mà tôi muốn biết. Tuy nhiên tòa bưu điện quỷ sẽ không có tồn tại quá lâu. Sau nhiệm vụ đưa thư lần này, tôi sẽ xử lý sạch sẽ. Chu Đăng nói, vậy thì tốt. Nếu cậu đi đến tầng thứ 5, vậy tầng 5 của bưu điện quỷ sẽ có 2 vị đội trưởng. Đến lúc đó hai người các cậu liên thủ xử lý chỗ quỷ quái này, đây cũng là một chuyện tốt. Dương Gian đáp, hy vọng như thế. Mấy người không có gì ngồi nói chuyện với nhau, giết quãng thời gian chờ đợi nhàm chán. Nhưng khi thời gian vừa đến chừng 12 giờ 25 phút, két một tiếng, tiếng mở cửa gỗ cũ kỹ đột ngột vang lên. Mặc dù âm thanh này không có lớn, nhưng mà vì bên trong cổ trạch quá là yên tĩnh, nên nó trở nên khá là nổi bật. Trong nháy mắt, vừa mới ngồi tán gẫu, mọi người lập tức ngậm miệng, toàn bộ đều nhìn về phía chỗ phát ra cái âm thanh kia. Chỗ kia chính là hậu đường. Cửa sau được mở ra, sắc mặt Dương Gian khẽ động. Cửa trước và cửa sau đều bị tôi đóng lại, cũng cài chốt kỹ càng, trên cơ bản không thể nào tùy tiện mở. Xem ra người nhận thư đã tới rồi. Liễu Thành Thành nói, thế nhưng thời gian không đúng. Lúc này đã là 12 giờ 25 phút. Theo như yêu cầu của bưu điện quỷ, người nhận thư sẽ xuất hiện lúc 12 giờ. Dương Gian đáp, không, thời gian hoàn toàn chính xác, hiện tại là 12 giờ khuya. Lý Dương, Dương Tiểu Hoa, Chu Đăng nhìn về phía Dương Gian đều tỏ ra kinh ngạc. Coi như cậu là đội trưởng đi nữa thì cũng không thể mở mắt nói bừa như vậy được chứ. Hiện tại toàn bộ đồng hồ hay điện thoại của tất cả mọi người đều hiển thị là 12 giờ 25 phút. Dù chúng có sai đi nữa thì cũng chỉ sai sót 1-2 phút mà thôi.
nhìn kiểu gì cũng không thấy cái này khớp với 12 giờ khuya. Dương Gian không có mở miệng giải thích, vì hắn ta đã biết rõ nguyên nhân. Bởi vì ngày hôm qua Dương Gian khởi động lại 25 phút, phạm vi khởi động lại bao gồm cả tòa cổ trạch này, cho nên thế giới cổ trạch bị ảnh hưởng. Mặc dù hiện tại đang là 12 giờ 25 phút, nhưng trên thực tế, nếu cổ trạch không bị khởi động lại mà nói, hiện tại hẳn là 12 giờ. Nhưng lúc này hắn cũng không muốn tốn thời gian giải thích cho đám người, mà những người khác cũng không có xoắn xuýt đối với chuyện này. Hiện tại cửa sau của cổ trạch bị thứ gì đó đẩy ra, dị thường xuất hiện, là thời điểm cần đề cao cảnh giác. Ánh mắt tất cả mọi người tập trung vào lối nhỏ đi thông hậu đường. Ở trong lòng của bọn họ mặc dù có chút bất an, nhưng mà cũng gấp gáp, muốn biết rõ ở ngày cuối cùng này, rốt cục là sẽ xảy ra cái hiện tượng gì. Rất nhanh, từ phía hậu đường bắt đầu truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân của người kia rất nhỏ, giống như đang đi bằng giày vải vậy. Động tĩnh tạo ra không lớn, nhưng thông qua động tĩnh, đám người vẫn có thể biết được người kia đã tiến vào trong cổ trạch. Sau khi tiếng bước chân kia xuất hiện ở sau hậu đường, một âm thanh khác lại vang lên. Két một tiếng. Đây là tiếng đóng cửa. Thậm chí cái này còn có tiếng cài chốt cửa nữa. Ở trong hành lang, đám người đều toát ra ý nghĩ. Thứ kia tiến vào, đồng thời còn cẩn thận đóng cửa ra. Thông qua một chút động tĩnh kia, bọn họ rất dễ dàng đoán ra được người đến trong hậu đường đang muốn làm cái gì. Dương Gian muốn nhìn rõ mọi thứ. Hắn lập tức mở mắt quỳ, trực tiếp nhìn về phía hậu đường. Cho dù bị vách tường ngăn cản, chỉ cần không bị lực lượng linh dị quấy nhiễu, hắn vẫn có thể nhìn thấy tình huống ở phía đằng sau cổ trạch. Thế nhưng mắt quỳ không bị tường ngăn, có thể nhìn rõ phía sau hậu đường. Tuy nhiên phía sau hậu đường hoàn toàn trống rỗng, không có gì, không thể thấy người nhận thư, cũng không phát hiện ra dấu vết của lệ quỷ. Lại là một loại hiện tượng linh dị không có thể lý giải. Dương Gian như có điều suy nghĩ. Hắn không có mạnh mẽ vận dụng mắt quỷ để tìm kiếm. Bên trong hậu đường, tiếng bước chân tiếp tục vang lên. Thứ kia chẳng những tiến vào mà còn đi về phía đại sảnh nữa. Tiếng bước chân rất nhỏ, cũng rất có nhịp điệu. Chỉ cần nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng ra khung cảnh của một người đang đi tới. Nhưng trong tầm mắt của đám người lại không thấy gì. Không những mắt quỷ của Dương Gian không nhìn thấy, mà những người khác cũng không thấy gì cả. Chỉ nghe tiếng, không thấy người. Không biết liệu nó có bị đụng trúng không. Sắc mặt Chu Đăng thoáng động. Hắn ta đeo mặt nạ ra người, lắng nghe tiếng bước chân, xác định vị trí, sau đó tự đi về phía trước. Nếu người nhận thư tồn tại theo hình thức này, theo lý thuyết mà nói, hẳn đã có thể đụng. Mặc dù hắn ta không phải là người đưa thư, nhưng mà điều đó cũng không có cản trở với hắn ta muốn giúp Dương Gian hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ đưa thư, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Lý Dương vội vàng nói: "Chu Đăng, làm như cậu quá mạo hiểm." "Không sao, tôi không có dễ chết như vậy đâu." Chu Đăng nói. Hắn ta vẫn liều lĩnh như cũ, không chút cố kỵ. Hắn ta lập tức bước về phía có tiếng bước chân kia. Thế nhưng chuyện không thể nào lý giải được lại phát sinh. Cho dù Chu Đăng dang rộng hai tay, ý đồ đụng vào lệ quỷ vô hình, nhưng cả người hắn ta lại giống như là mò vào không khí vậy, không đụng trúng bất cứ thứ gì cả. Không thể nào đụng trúng.
Chu Đăng nhún nhún vai, biểu thị bất đắc dĩ. Lần này nấy đến lượt mấy người phải cảm thấy đau đầu rồi. Người nhận thư xuất hiện nhưng không thể nhìn thấy, cũng không thể đụng chúng. Chỉ có tiếng, thật sự là không biết mấy người định làm gì để có thể đưa được bức thư kia ra ngoài. Cũng may là thứ này không có uy hiếp, tạm thời còn không có tập kích tôi. Lần dò xét này quán đã thăm dò rất nhiều thứ, không phải là hành động không có ý nghĩa. Cho nên trên cơ bản, những người còn lại đã nhận được 3 thông tin. Đầu tiên, người nhận thư thực sự đã đi vào bên trong cổ trạch, đồng thời hiện tại còn lưu lại ở chỗ này. Thứ hai, người nhận thư không thể bị nhìn thấy, không thể đụng vào, chỉ có thể nghe thấy. Thứ ba, tạm thời thứ này sẽ không có nguy hiểm. Bọn họ cần phải nghĩ cách là tiếp xúc với người nhận thư, thì may ra mới có thể thành công gửi thư màu đỏ đậm. Liễu Thành Thành cau mày, không nghĩ tới ngày cuối cùng của nhiệm vụ đưa thư lại như vậy. Mặc dù không có nguy hiểm, nhưng mà lại không thể nào tùy tiện gửi thư. Với lại người nhận thư này còn có thể đi rời khỏi chỗ này bất cứ lúc nào. Chưa lúc người này rời đi mà chúng ta còn chưa nghĩ ra cách, vậy thì nhiệm vụ đưa thư chỉ còn lại là có thể thất bại. Lý Dương nhìn về phía Dương Gian, dò hỏi. Đội trưởng, chúng ta cần phải làm gì bây giờ? Dương Gian nói. Sở dĩ chúng ta không thấy người nhận thư, không phải là vì người kia không tồn tại, mà là do thiếu phương pháp. Có lẽ người nhận thư này không cùng một đoạn thời gian với chúng ta, hoặc là thiếu khuyết một loại môi giới nào đó để nối liền hai bên. Có thể cần dùng một loại phương pháp gì thì mới có thể khiến người nhận thư hiện thân. Nếu là phương pháp mà nói, chúng ta cần thử từng cái một, đến khi thành công thì thôi. Trong lúc nói chuyện, tiếng bước chân vẫn còn quanh quẩn bên trong hành lang. Lúc này động tĩnh xuất hiện một chút biến hóa. Từ bên trong hành lang trống rỗng, đám người có thể nghe thấy một tiếng thở dài. Dường như sau khi đi vào trong cổ trạch và chứng kiến sự biến hóa của nó, người nhận thư kia đang nhớ lại, đang cảm khái. Thanh âm rất gần, ngay ở giữa chúng ta, chỉ cách bọn họ chừng 2 mét. Nhưng ở chỗ kia bọn họ lại không nhìn thấy bất cứ một bóng hình nào của người nhận thư. Chúng ta cần phải tranh thủ thời gian nghĩ cách. Tôi cảm thấy người nhận thư sẽ không lưu lại ở bên trong cổ trạch quá lâu. Dương Tiểu Hoa không khỏi cảm giác cấp bách. Cô ta lo lắng người nhận thư sẽ rời đi khiến cho nhiệm vụ đưa thư thất bại. Lý Dương khẽ quát. Không nên thúc giục, mọi người đều đang nghĩ. Bọn họ đều đang suy tư, ý đồ tìm một phương pháp nào đó để hoàn thành nhiệm vụ đưa thư lần này. Dùng quỷ vực quấy nhiễu có tác dụng không? Dương Gian lập tức đưa ra thí nghiệm. Dương Tiểu Hoa nói rất đúng, nhất định phải gửi được thư khi người kia rời đi chỗ này. Nếu không nhiệm vụ đưa thư coi như thất bại. Sau một giây, Dương Gian mở ra từng tầng quỷ vực, sau đó xếp vào theo thứ tự. Từ tầng quỷ vực thứ nhất, hắn mở ra đến tầng quỷ vực thứ 6, nhưng kết quả chính là không hề nhìn thấy người nhận thư ở bên trong quỷ vực. Người kia giống như là chỉ một đoạn ghi âm ở quá khứ, chỉ lưu lại âm thanh chứ không có tồn tại thực tế. Không phải quỷ vực, như vậy chỉ còn lại 2 khả năng. Hoặc là bởi vì trước đó mình khởi động lại khiến cổ trạch bị quấy nhiễu, thời gian đảo loạn, lúc này không thể đưa thư. Hoặc là cần dùng đến môi giới, chỉ khi có môi giới mới có thể tiếp xúc đến con lệ quỷ kia. Ở chỗ này, cái có liên quan đến cổ trạch từ lúc mới xây đến lúc đổ nát cũng chỉ có duy nhất một thứ. Dương Gian nhìn về phía mấy chiếc ghế bành màu đen đang chặt, đang đặt giữa hành lang. 4 chiếc ghế này chính là nhân chứng cho sự hưng suy của tòa cổ trạch, mà trước đó Chu Đăng cũng từng nghiên cứu qua. Mấy chiếc ghế này thực sự rất đặc biệt, chúng có được một loại năng lực quỷ dị nào đó, cần phải đi tìm hiểu. Mang theo ý nghĩ muốn thử, hắn lập tức ngồi xuống chiếc ghế bành màu đen, muốn nhìn xem chúng có hữu dụng không. Nhưng đáng tiếc, chúng không phát huy tác dụng. Ngồi lên nó chẳng khác gì đang ngồi trên một chiếc ghế bình thường, không có gì đặc biệt cả. Chu Đăng nói, vô dụng thôi. Lúc trước tôi từng thử qua rồi, ngồi trên ghế này, cái ghế đó đều rất bình thường. Không chỉ là chiếc ghế cậu ngồi, mấy cái khác tôi cũng đều thử hết rồi. Dương Tiểu Hoa kinh hãi. Mấy người nghe thử, tiếng bước chân của người nhận thư đang rời đi.
Trong hành lang, tiếng bước chân kia một lần nữa xuất hiện, dường như là muốn rời đi, bởi vì nó đang đi về phía sân. Người nhận thư vừa đi, nhiệm vụ đưa thư thất bại, nguyền rủa buông xuống chúng ta sẽ chết chắc. Liễu Thành Thành vội vàng đuổi theo, ý đồ đụng vào người nhận thư vô hình kia. Nhưng mà hành động này vô tác dụng. Bất kể là ai đều không tiếp xúc được với người kia, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đang dần dần đi tới. Lý Dương trầm mặc nói, không đụng chúng liền có nghĩa là không ngăn cản được. Thứ này muốn đi không ai cản được. Phương pháp chính là cái quan trọng nhất. Hành động vừa rồi của cô không mang đến ý nghĩa nào cả. Liễu Thành Thành cắn răng nói, kiểu gì cũng muốn thử một chút. Nhiệm vụ đưa thứ đã đến bước cuối cùng rồi, hiện tại mà xảy ra vấn đề thì quá là đáng tiếc. Ánh mắt Dương Gian lấp lóe. Mấy chiếc ghế này là mấu chốt. Còn nhớ rõ chuyện phát sinh ở ngày gác đêm khi lệ quỷ xâm lấn không? Có lệ quỷ đẩy ghế bành màu đen này đi đến, như vậy chứng tỏ thứ này có thể ngăn chặn lệ quỷ vô hình. Ghế bành màu đen là môi giới, mà muốn ngăn cản người nhận thư rời đi cũng chỉ có thể dựa vào chiếc ghế này. Bốn chiếc ghế đặt bốn phía, vừa vặn chống một ô cho người đứng. Bốn chiếc ghế này có thể vây chặt một người hoặc là một con lệ quỷ vào giữa. Yêu cầu của bưu điện quỷ chính là đưa thư trước khi người đi rời đi, chứ nó không nói chúng ta không thể chặn người đưa thư. Một kế hoạch lập tức hiện ra trong đầu hắn. Không một ai có thể nghĩ đến người nhận thư xuất hiện ở ngày thứ bảy lại là một người vô hình, không nhìn thấy. Đám người chưa có thể nghe thấy tiếng bước chân của người nhận thư, đồng thời thông qua tiếng bước chân để phân biệt vị trí của người này. Ngoại trừ cái đó ra, bọn họ không còn bất cứ một thủ đoạn nào để chạm đến người kia nữa. Không thể đụng vào liền mang ý nghĩa là Dương Gian không cách nào có thể tùy tiện đưa bức thư màu đỏ ở trong tay người kia. Bốn cái ghế, nếu sắp đặt một cách chính xác mà nói, đúng là có thể vây nhốt một người ở chính giữa. Trước đây mấy chiếc ghế này thậm chí còn có thể ngăn cản đệ quỷ tiến lên, nên hiện tại muốn dùng chúng để ngăn chặn đường của mấy người nhận thư hẳn đã không có gì khó. Chu Đăng thoáng suy tư một chút, hắn ta cảm thấy bên biện pháp này của Dương Gian tương đối tinh tế, mức độ khả thi của nó tương đối cao. Cho nên lúc này điều quan trọng nhất chính là dùng bốn chiếc ghế để rút người nhận thức. Mức độ khó khăn của chuyện này cũng không tính là lớn. Lý Dương nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về một chỗ giữa hành lang. Vừa rồi tiếng bước chân người nhận thư dừng lại ở chỗ kia, đồng thời không có động tĩnh nào khác. Cần bốn người đồng thời di chuyển bốn chiếc ghế. Nếu tốc độ nhanh một chút, cũng cùng với vị trí chuẩn xác mà nói, khả năng có thể khóa chặt được người kia. Dương Tiểu Hoa nói, cô cũng cảm thấy độ khó khăn của chuyện này không tính là lớn, có thể thành công. Trước mắt, ở bên phía bọn họ cũng vừa vặn có được bốn người có thể hành động. Dương Gian, Chu Đăng, Dương Tiểu Hoa, Liễu Thành Thành. Lý Dương vì chuyện linh dị lúc trước mà mất đi một tay và hai chân, nên hiện tại chưa có thể là một người tàn tật, ngồi bên cạnh, không có cách nào tự hành động. Dương Gian nói, vậy còn chờ gì nữa, hành động đi. Người nhận thư sẽ không ở mãi bên trong cổ trạch đâu, thời gian của chúng ta không nhiều. Mấy người còn lại cũng không nói gì thêm, lập tức hành động. Mỗi người di chuyển một chiếc ghế bành màu đen, nhanh chóng tiến đến về chỗ giữa hành lang. Bốn chiếc ghế nhanh chóng khép lại, muốn ngăn cản người vô hình kia, không cho nó di chuyển. Nhưng quá trình lại tiến gần, người nhận thư vô hình kia lại động. Tiếng bước chân nho nhỏ lần nữa xuất hiện bên trong hành lang. Trước đó người nhận thư chỉ đứng yên một chút, hiện tại đã bắt đầu di chuyển. Dầm một tiếng, chiếc ghế bành màu đen trong tay của Dương Tiểu Hoa đột nhiên va phải thứ gì đó, bị tuột khỏi tay, rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, tiếng bước chân đi ngang qua người, điều này khiến cho cô ta đổ đầy mồ hôi lạnh. Tiếp đến, tiếng bước chân kia dần dần đi xa, đi về phía sân vườn. Thấy vậy Lý Dương trợn tròn hai mắt vội vã nói, người nhận thư kia va phải ghế, có tác dụng. Mấy chiếc ghế này có thể ngăn cản được người nhận thư. Tất cả mọi người đều không thể đụng trúng người nhận thư, duy chỉ có chiếc ghế đen kia là có thể bị đụng ngã. Điều này có nghĩa là suy đoán trước đó của Dương Gian hoàn toàn đúng. Ghế bành này có thể trở thành môi giới, giúp bọn họ tiếp xúc với tồn tại vô hình. Liễu Thành Thành vội vàng nói,
người nhận thư đang muốn rời đi cổ trạch. Nó đã đi ra phía bên ngoài. Chu Đăng lập tức di chuyển chiếc ghế, vội vàng đi qua. Nhỏ tiếng một chút, chúng ta cần thông qua tiếng bước chân người kia để xác nhận vị trí. Cổ trạch lần nữa trở nên yên tĩnh. Đám người không phát ra âm thanh dư thừa, mà nhanh chóng xách ghế đuổi theo tiếng bước chân. Bọn họ không cách nào xác định chuẩn xác vị trí của người nhận thư, mà chỉ có thể thông qua tiếng bước chân để đưa ra phán đoán vị trí đại khái. Cũng may tòa cổ trạch này cũng không tính là quá lớn. Sau khi xác định vị trí đại khái, đám người dễ dàng đã khóa chặt được người kia. Dầm một tiếng, Chu Đăng nhanh chóng dùng một chiếc ghế bành đặt giữa lối nhỏ đi ra sân vườn. Hắn ta vừa đặt chiếc ghế xuống, một cỗ lực lượng linh dị vô hình đụng đến, khiến chiếc ghế trượt trên mặt đất, phát ra từng tiếng sàn sạt, lùi ra sau chừng nửa mét. Chặn được rồi. Ánh mắt Chu Đăng lộ tia vui mừng. Mau, mau lên. Những người khác vội vàng cũng xách ghế chạy tới. Bên trái, bên phải, cùng phía sau. Bốn chiếc ghế đặt xung quanh một chỗ trong sân vườn, chắn bốn phương hướng. Thành công rồi sao? Dương Gian nhíu nhíu mày, nhìn xem chiếc ghế bành màu đen. Mặc dù đã xếp đặt xong, nhưng mà chiếc ghế cũng không xuất hiện tình trạng bị va phải hay lắc lư, cho nên hắn không cách nào suy đoán được liệu bọn họ đã thành công vây nhốt được người nhận thư này hay chưa. Chu Đăng lắc đầu. Không biết. Thứ quỷ quái này nhìn không thấy, sợ không được, nên rất khó có thể xác định xem liệu đã nhốt lại được hay chưa. Không có gì để chứng minh điều đó cả, Dương Tiểu Hoa nói. Quan sát một lát liền biết, nếu thành công vây lại mà nói, người nhận thư sẽ không đi loạn nữa. Nhưng khi cô ta chưa còn nói xong, ở bên cạnh, một tiếng bước chân xuất hiện. Lần này, tiếng bước chân kia không tiến về phía viện, mà là hướng về phía hành lang bên phải. Giống như là người kia muốn đi vào hành lang, đi đến một căn phòng nào đó. Nghe tiếng bước chân xuất hiện, sắc mặt đám người đều thay đổi. Hiển nhiên lần cản đường này của bọn họ đã thất bại. Người nhận thư kia không bị vây nhốt. Vừa rồi việc xác nhận vị trí đã xuất hiện một chút sai lầm. Điều này khiến cho người nhận thư thoát khốn, không bị bọn họ vây nhốt. Lý Dương chú ý đến phương hướng di chuyển của tiếng bước chân. Hắn ta vội vàng nói. Chúng ta còn có cơ hội. Dường như người nhận thư này đến căn phòng nào đó. Đây là một con đường chết. Chỉ cần người này đi vào, chúng ta chỉ cần dùng ghế chắn ngang hành lang là được. Người này không thể đi qua. Những người còn lại không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe phương hướng tiếng bước chân, sau đó im lặng đi theo. Bọn họ muốn dựa vào tiếng bước chân để xác định vị trí, nên cần phải giữ im lặng. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.